Ngày 9 tháng 3, quận đoàn Đống Đa tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2023. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Hoàng Thị Phương Ngọc, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, đồng chí Đỗ Trọng Nam, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đồng chí Trần Thị Minh Xuân, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Đống Đa, cùng đại diện các ban Thành đoàn Hà Nội, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể quận Đống Đa, các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các phường thuộc quận và cán bộ chiến sĩ công an quận, đoàn viên thanh niên các đơn vị. Phát biểu khởi động tháng thanh niên, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết. Qua 19 năm triển khai, tháng thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ quận triển khai tháng thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ Đống Đa tiên phong chuyển đổi số, thể hiện tính hành động cao, vai trò tiên phong của tuổi trẻ, tạo không gian và động lực mới để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Để thể hiện ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ quận Đống Đa triển khai thực hiện tháng thanh niên, đồng chí Hoàng Mạnh Cường cho biết. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến và trưởng thành đáng kể. Phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, hoạt động chung tay xây dựng văn minh đô thị đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội ở địa phương. Thay mặt Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đánh giá, trải qua 19 năm, tháng thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện. Tháng để mà có những cái hành động thiết thực của thanh niên để đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của địa bàn của quận cũng như là của thành phố. Thì hoạt động 06 này là cũng rất mong là trong tháng 3 này chúng ta là sẽ thực hiện xong trong 100% đoàn viên và về nhà thì chúng ta hỗ trợ cho các bác, các bố, các mẹ, ông bà của mình để thực hiện tại gia đình cũng như là các hoạt động khác. Và rất là tin tưởng là quận đoàn Đống Đa với sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư đây thì cũng sẽ có nhiều những cái kết quả cụ thể để đóng góp chung vào sự thành công của đoàn thanh niên thành phố cũng như là các cái nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy của quận Đống Đa và các tổ chức chính trị xã hội cũng đã giao cho và phối hợp với quận đoàn. Trong khuôn khổ chương trình, để bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ đi trước, chi đoàn cơ quan dân đảng quận và đoàn thanh niên công an quận Đống Đa đã có những phần quà ý nghĩa tới đại diện Hội Cựu Thanh niên xung phong quận Đống Đa. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, truyền thống của các thế hệ thanh niên xung phong, để thế hệ trẻ ngày càng trưởng thành, làm tốt vai trò xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại lễ phát động, quận đoàn Đống Đa đã ra mắt 3 đội hình tình nguyện, gồm đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sẽ tham gia hiến máu tình nguyện tại tầng 2 trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quận, đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số sẽ triển khai tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên, phần mềm thanh niên Việt Nam, đội hình thanh niên tình nguyện giao thông xanh sẽ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị. Các hoạt động dự kiến sẽ tích cực triển khai lan tỏa rộng khắp trong toàn đoàn trên địa bàn quận như giải chạy những bước chân vì cuộc sống cộng đồng, giải bóng đá giao hữu giữa các đơn vị, lễ gắn biển công trình tranh tường bích họa